Mình đã quay lại rồi. Mình đang ở nhà coi phim nha. Đang ở nhà coi phim. Thì anh hai mình trốn, còn có bố mình à. Bố mình là một YouTuber. Giờ thì mình cũng đang coi phim với bố mình. Mình không biết làm gì hết nên mình quay chơi. Thì giờ em mình ngủ rồi nha. Hôm qua nói thì mình sẽ đi ngủ văn phòng bà nội mình. Thì mình đã mất máy lạnh bên phòng bà nội mình thắng rồi. Đây là phim nè. Nó phim gì không biết nữa. Nó phim gì đó không hiểu. Không biết luôn. Lính tinh nhuệ. Phim tên lính tinh nhuệ. Thì đây là một cái phòng của anh em mình. Em cũng thấy luôn nguyên cái phòng này gì. Thì lúc này thì mình đang ở dưới đất nè. Trên giường thì chỉ có bà ngoại mình với em mình với mẹ mình thôi. Mình ở đây. Thì mình đang giờ là gần 9 giờ, lộn gần 10 giờ, mình cũng gần đi ngủ rồi. Chụp ảnh cái gì vui. Thì bây giờ thì mình cũng không biết làm gì nữa hết trơn á. Nhưng mà anh em mình trốn nãy giờ chưa ra nữa mấy bạn ơi. Anh em mình đi trốn đâu mất tiêu. Anh em mình trốn luôn cái mồm này nè. Cho mấy bạn thấy nhà trốn nữa rồi. Clip đến đây là hết rồi. Một hồi mình sẽ quay tiếp.